cảm thấy người mệt mỏi nên người phụ nữ này đã đi cắt thuốc nam để uống với mong muốn bồi bổ sức khỏe. Vì vậy, bà đã tới thầy lang trong làng để bắt mạch, cắt thuốc và được thầy lang kê cho một gói thuốc bổ trị giá 350.000 đồng, uống trong vòng 15 ngày với liều lượng 100 viên một ngày. Tuy nhiên, bổ không thấy đâu mà chỉ thấy hại. Sau khoảng 20 ngày uống thuốc bổ, bà đã phải nhập viện trong tình trạng men gan cao, vàng mắt và vàng da. Sáng tôi uống thì 50 viên, tối 50 viên, thì mới uống hết một túi, thì sang túi thứ hai. Thì mới uống được có mấy hôm thì là người mệt mỏi là đi thì là bỏ, dừng luôn. Về thì cũng hãi rồi, bây giờ thì là chớ đi là không bao giờ dám dùng linh tinh nữa. Bị bệnh khớp hơn một năm nay, chạy chữa nhiều viện nhưng bệnh không khỏi hẳn. Người phụ nữ này đã tìm mua những gói thuốc dạng viên để điều trị bệnh. Tuy nhiên, sau một thời gian dùng thuốc, bà đã phải nhập viện để điều trị do tổn thương gan. Tôi bị xương khớp. Cứ người nọ mách cái kia là uống lá đu đủ với củ giấy với cái thuốc này này. Tôi thấy quảng cáo ở trên mạng thì là tôi mua. Uống hết bực bịch rồi. Uống ba thì thấy đỡ. Rồi đó mới bèn gan lên cao. Xong rồi đi nằm viện xuống dưới này. Ca bệnh thứ nhất thì là bệnh nhân nữ 66 tuổi, địa chỉ ở Bắc Ninh. Cái chỉ số xét nghiệm vàng da nó tăng khoảng độ gấp gần 15 lần người bình thường. Men gan thì khoảng độ 6-700 thì cũng gấp khoảng 20 lần người bình thường. Thì định hướng nhiều tổn thương của bệnh nhân là viêm gan do độc chất, là do bệnh nhân nhiễm độc dùng nước thuốc Bắc, không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân nữ ở địa chỉ ở Phúc Thọ, Hà Nội. Thì tiền sử của bệnh nhân là Parkinson. Thì khi bệnh nhân vào thì tình trạng tổn thương tế bào gan khá là rõ. Tổn thương gan, viêm gan do độc chất thì khá là thường xuyên gặp. Nhất là ở viêm gan độc chất thì có thể do hóa chất rồi hoặc là do thuốc, các thuốc không rõ nguồn gốc. Nó sẽ gây hủy hoại tế bào gan ồ ạt. Hiện nay trên thị trường tràn lan các loại thuốc nam được quảng cáo như thần dược, chữa bách bệnh. Tuy nhiên, những loại thuốc này đa phần đều không được kiểm định chất lượng, không có nguồn gốc rõ ràng. Nếu tự ý sử dụng những loại thuốc này, nó có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân.